Thủy Tiên sexy vai Trần khoe vòng và nhẫn kim cương công Vinh tặng. Đôi vợ chồng nổi tiếng showbiz quấn quýt nhau ở sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 9 tháng 6. Thủy Tiên diện đầm hồng khoe vai Trần, chồng cô cựu cầu thủ công Vinh diện vest lịch lãm. Họ quấn quýt nhau trong sự kiện. Thủy Tiên gây chú ý với chiếc vòng cổ và nhẫn kim cương do công Vinh tặng cô. Ca sĩ cho biết ông xã bí mật chọn kỹ và đặt làm tặng vợ. Ca sĩ kết hôn năm 2014 và có một cô con gái. Khi lập gia đình, ca sĩ chỉ nhận những show thích hợp để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Thủy Tiên giao lưu với khán giả ở chương trình. Hậu đám cưới 10 tỷ, người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2015 tiết lộ chiêu thức tán tỉnh cao tay của chồng đại gia mía đường. Quý vị và các bạn thân mến, được biết đến bởi đám cưới lộng lẫy với chi phí khủng khoảng hơn 10 tỷ đồng diễn ra vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, chú rể Việt Anh và cô dâu Lê Sang khiến nhiều người tò mò về chuyện tình của họ. Một người là chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty kinh doanh mía đường, một người là người đẹp được yêu thích nhất tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. Con đường tình yêu của Việt Anh và Lê Sang in dấu bằng rất nhiều cột mốc và kỷ niệm thú vị. Được biết trong chuyện tình này, Việt Anh là người chủ động theo đuổi Lê Sang và cách thức chinh phục người đẹp của anh cũng hết sức đặc biệt. Theo lời Lê Sang thì Việt Anh biết đến cô qua mạng xã hội. Sang xinh đẹp trẻ trung, được nhiều người biết đến nên Việt Anh để ý cô cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng khác với những chàng trai chỉ biết mến mộ người đẹp sinh năm 1994 ở vẻ bề ngoài, Việt Anh không vồ vập tiếp cận mà dành nguyên một năm để theo dõi cô trên Facebook hay các bản tin. Anh tò mò muốn biết Lê Sang có thay đổi gì trước và sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. Kết quả dù đạt danh hiệu người đẹp được yêu thích nhất và lọt top 15 người đẹp nhất cuộc thi, Lê Sang không hề tỏ ra cảnh cao, khác người. Ngược lại, cô vẫn học hành chăm chỉ, vẫn ăn cơm hộp với mì gói cùng các bạn học cùng trường. Những điều đó đã thôi thúc Việt Anh nhắn tin làm quen. Chỉ có điều Việt Anh không ngờ Lê Sang đọc tin nhắn của anh qua Facebook lại không trả lời. Cô chưa bao giờ kết bạn với người lạ trên mạng xã hội. Sau cùng, Việt Anh nghĩ ra cách nhờ một người bạn chung của cả hai người mời người đẹp đi ăn tối. Sang chẳng hề hay biết bữa tối đó có sự xuất hiện của anh chàng từng nhiều lần nhắn tin cho mình trên Facebook và chàng còn có ý đồ với mình. Lần gặp mặt đầu tiên cùng nhóm bạn, Việt Anh chỉ ngắm Sang từ xa và chẳng nói câu gì. Chỉ đến khi gần kết thúc buổi đi chơi, anh mới tiếp cận nói chuyện và làm quen với Sang. Suốt cả buổi ngồi lặng yên ngắm Sang ăn uống, trò chuyện vô tư cùng bạn bè, Việt Anh rất ưng bởi cô không hề gượng gạo, giả tạo hay tỏ ra kiêu kỳ. Anh không ngại khen cô là của hiếm và khẳng định một câu chắc nịch: em chắc chắn sẽ là vợ anh. Nhiều người mới biết câu chuyện sẽ nghĩ chú rể Việt Anh hơi đường đột, vội vàng. Nhưng khoảng thời gian một năm âm thầm quan sát chứng minh anh chọn vợ và nhìn người cực kỳ cẩn thận và thận trọng. Về phần Lê Sang, cô đã quen với những chiêu thức tiếp cận gây ấn tượng của các chàng, nên chỉ nghĩ chắc anh này lại kiếm chuyện cưa gái. Tuy nhiên thấy Việt Anh khẳng định mạnh miệng nên cũng thử tạo điều kiện cho đối phương và cũng là cho mình xem sao. Không ngờ anh ấy nói được làm được mà còn làm rất tốt nữa là đằng khác. Sau này khi nhìn rõ quyết tâm theo đuổi của Việt Anh, Lê Sang đã cực kỳ xúc động. Người ta thường suýt xoa ghen tị với người giàu và người đẹp vì cho rằng họ muốn yêu ai, lấy ai cũng được. Tuy nhiên trên thực tế thì ngược lại hoàn toàn. Những người sở hữu ưu điểm như vậy thường khó tìm thấy tình yêu đích thực bởi họ chỉ có ít cơ hội nhìn thấu tấm lòng của người khác. Là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và có đầu óc, suốt 3 tháng tìm hiểu Lê Sang, Việt Anh chỉ toàn đi taxi, ăn mặc giản dị, không để lộ việc bản thân nắm trong tay hai công ty kinh doanh. Anh chinh phục Sang không bằng nhẫn kim cương hay đồ hiệu, mà dùng những hành động đơn giản nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Mỗi sáng và mỗi chiều tối, Việt Anh lại mang đồ ăn qua nhà cho Lê Sang. Anh quan tâm người đẹp bất kể ngày đêm. Cứ thế, khoảng 3 tháng trồng cây si, Sang chính thức nhận lời yêu anh. Đến lúc thành đôi rồi, Lê Sang mới biết Việt Anh không những xuất thân từ gia đình điều kiện, mà bản thân anh cũng là một doanh nhân thực lực. Từ trước tới nay, cô chỉ đặt tiêu chuẩn sẽ lấy một người đàn ông yêu mình thật lòng và đủ khả năng lo cho gia đình nhỏ của cả hai. Khi biết sự thật, Sang cũng không quá lăn tăn bởi gia đình cô ở quê cũng thuộc dạng cơ bản khá. Cô nghĩ nếu chồng cô có điều kiện tốt hơn mình, lo được cho gia đình thì nên thấy vui. Việc Việt Anh hơn Sang 16 tuổi cũng không quan trọng bởi lúc này tình yêu giữa hai người đã vượt lên trên tất cả mất rồi.
Hết Lưu Chí Vĩ, Đoàn Nguyễn tố bầu xô đòi đánh đập như giang hồ. Dòng chia sẻ liên quan đến chuyện bầu xô đòi đánh quản lý, đòi đập xe, cắt lương của ca sĩ, diễn viên Đoàn Nguyễn mới đây thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của Đoàn Nguyễn, bất ngờ viết dòng chia sẻ có nội dung tiết lộ chuyện anh bị bầu xô đòi đập xe, dọa đánh quản lý trong một lần đi diễn ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Nam ca sĩ viết, tự dằn lòng là sẽ không bao giờ nhận show kiểu hội chợ tạp kỹ như vậy nữa. Có ế show nằm ở nhà cũng chịu. Bầu xô đòi đánh quản lý, đòi đập xe ca sĩ khi thấy ca sĩ bỏ về vì cắt lương ca sĩ. Nghệ sĩ đi hát mà sao gặp cảnh này hoài, buồn quá ông Tổ ơi. Ngay sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của nam ca sĩ sinh năm 1982 nhận được không ít lời chia sẻ, động viên, lời khuyên từ phía cộng đồng mạng. Facebooker Phạm Duy Khánh bức xúc, bầu xô gì mà chợ búa vậy, sau này anh Don đừng nhận mấy show như vậy nữa, nguy hiểm quá, muốn không trả cách xê cho anh nên họ kiếm chuyện. Mai mốt show nào cảm thấy không an toàn và xa quá thì tạm biệt nó đi, thả ít show mà an toàn còn hơn đi xa rồi gặp nguy hiểm nha anh. Cuối cùng anh với anh Ron về đến nhà an toàn là may rồi, Facebooker Trịnh Kim Thảo nhắn nhủ. Theo Đoàn Nguyễn chia sẻ, anh đã nhận lịch diễn từ một show lạ, nhưng do chủ quan nên không nhận tiền đặt cọc. Đến địa điểm tổ chức, người này nói rằng diễn xong mới gặp mặt, nên Đoàn Nguyễn quyết định ra về vì biết anh đã bị chặt lương. Lúc đó, bầu xô bắt đầu gọi điện thoại gây áp lực, bắt tôi quay trở lại hát. Nếu không sẽ cho MC lên nói xấu tôi và quay clip tung lên mạng. Sau đó tôi đã quay lại diễn không phải vì sợ và vì những khán giả đang chờ tôi. Tuy nhiên khi diễn xong, bầu xô này chỉ đưa cho Đoàn Nguyễn 1/3 lương, thậm chí còn kêu người đánh quản lý của Đoàn Nguyễn và hù dọa đập xe nam ca sĩ. Không còn khách nào khác, Đoàn Nguyễn đành phải kéo hộ quản lý ra xe để thoát khỏi khu vực diễn đó. Đoàn Nguyễn tên thật là Nguyễn Đức Trung, được biết đến với tư cách là tác giả của các đoạn clip nhái của phần trình diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Mới đây, anh và Huỳnh Tiến Khoa trở thành quán quân cặp đôi hài hước. Cách đây không lâu, ca sĩ Lưu Chí Vĩ từng bị bầu xô làm nhục, khán giả hành hung khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Đoàn Nguyễn cho biết, trong show diễn này cũng có sự góp mặt của ca sĩ Lưu Chí Vĩ. Anh Lưu Chí Vĩ hình như được lãnh đủ lương, nhưng tôi nghe nói anh chị Giáng Tiên cũng bị trừ lương, nam ca sĩ tiết lộ. Thủy Tiên bất ngờ lên tiếng giữa lùm xùm làm quán bar giật chồng của em gái Công Vinh. Thưa quý vị, đã lâu rồi Khánh Chi em gái Công Vinh mới xuất hiện nhiều trên truyền thông như thế, nhưng đi kèm với cái tên ấy lại là scandal bị tố giật chồng đi làm quán bar. Cùng với Khánh Chi, Công Vinh cũng liên tục được cư dân mạng nhắc tên, như thể anh là người phải chịu trách nhiệm về câu chuyện của em gái mình. Đây không phải là lần đầu tiên Công Vinh phải hứng chịu dư luận bởi câu chuyện của người thân. Trước đó, khi cuộc sống bán vé số mưu sinh của chị gái cả Công Vinh được chia sẻ trên truyền thông, nam cầu thủ tài năng cũng phải hứng bão. Khánh Chi vì áp lực dư luận đã đóng cửa trang cá nhân, Công Vinh chưa lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên mới đây, bà xã của chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đã có chia sẻ trên trang cá nhân. Dù không trực tiếp nhắc tên em chồng, nhưng qua những gì ca sĩ viết, mọi người đều cho rằng có liên quan đến lùm xùm của Khánh Chi. Theo mẹ bé Gạo thì Công Vinh đã lo lắng về vật chất rất nhiều để phụng dưỡng cha mẹ, lo công ăn việc làm cho anh chị em trong gia đình. Tuy nhiên khi người thân không muốn hai vợ chồng cô can thiệp vào cuộc sống cá nhân thì cũng không thể trói tay bắt họ sống theo ý mình được. Sau đây là nguyên văn dòng chia sẻ của Thúy Tiên trên trang cá nhân. Ai cũng phải lao động và sống lương thiện thì mới có thể có cuộc sống tốt đẹp được. Đủ tuổi trưởng thành, có gia đình rồi thì phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm, còn đối với anh chị em trong gia đình mình chỉ giúp đỡ tiền bạc, công việc và khuyên bảo họ chứ không thể trói tay bắt họ sống theo ý mình được. Chẳng lẽ đã giúp hết lòng và năn nỉ hết mức rồi mà người ta vẫn thích bán tài sản mình cho rồi đi bán vé số, hay lo lắng cho ăn học thành tài, xin việc cao sang cho mà không chịu, cũng không muốn mình can thiệp vào cuộc sống cá nhân của họ thì cũng là tội lỗi của mình. Nhưng cho mình hỏi, những bạn chửi bới cay nghiệt chồng mình ấy đã bao giờ từng bỏ ra hàng bao tỷ bạc giúp gia đình, anh em và phụng dưỡng bố mẹ để hiểu được rằng trên đời này đã làm người thì không ai mà không có cái khó, cái khổ riêng mình cả. Dù cho bạn là người giàu có hay quyền lực nhất thế giới, sống tốt phần mình, không gây ảnh hưởng đến người khác đã là điều quá vĩ đại trong cái xã hội này rồi đấy. Nên trước khi chửi thì cũng nên biết mình đang chửi cái gì và cái người mình lôi ra chửi có làm gì sai không.